nó ra nhiều rồi. Rễ nó ra nhiều. Lấy cái bọc bự thôi cho cột à. Bọc này không vừa thôi. Có cái bọc mỏng mỏng vậy. Không muốn lấy bọc đó ra chứ không lấy. Bọc bự thì con lấy bọc bự. Đó, cây này một cốt nha mọi người. Đó. Rồi mơ cứ gãi dai nữa. Cái này dài mình giao cho cô ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Cục này hơi nhỏ bé. Hơi nhỏ 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 chưa. Phần nữa. Cục lên không hết rồi. Hết. Sao biết không hết. Vô hả? Ừ. Đó, vô cột. Chừng hai cây đó vô hả? Đó. Đây, shipper đi giao cây. Rồi, đó, shipper của mình đã đi giao cây rồi nha mọi người. Mình kết thúc video ở đây. Mình chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.